Hành trình tìm về với nguồn dược liệu từ thiên nhiên của kênh Dược liệu nhiệt đới ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cây đơn châu chấu. Đơn châu chấu là một loại cây được sử dụng rất nhiều trong dân gian, có tác dụng với nhiều loại bệnh, chữa viêm họng, viêm amidan, ho lâu ngày, chữa bệnh hen, dùng trong các trường hợp bí tiểu, bạch hầu, chữa sốt rét, chữa rắn cắn, chữa sưng vú, chữa phù thủng. Cái chỗ để đang cứ cái kia này, đây là sâu dớn này, dớn nó cũng làm thuốc ấy, bệnh đấy khi hư người ta dùng cái này đấy. Đây là cà dại hoa trắng. Đấy. À đây đây, có cây thuốc đây cháu ơi, cây đơn châu chấu đây. Cái này ở địa phương ấy là tiếng Tày người ta gọi là sắc tảng nam. Nó thuộc là cây sống dễ tính thôi, tức là ông thấy đi đâu cũng có, nhưng mà trừ ở núi cao không có. Tuổi thọ của nó thì chẳng ai biết tính, nếu mà chắc chắn là cũng 5-7 năm thì nó cỗi đi nó lại mọc cái mầm trở lại. Cây này là thân nó yếu thôi, cho nên là nó hay sống dựa vào cây khác nó bò, chứ không phải cây thân cứng, cho nên là thân nó cũng mềm. Toàn thân lá đều có gai cả, cây cao hoặc mọc bò dài nó tầm khoảng 5-7 mét. Ông ấy là hay lấy cái phần lá ngọn nó này về làm rau ăn rất ngon, nó cũng đặc sản đấy. Tất nhiên là anh nào ăn được đắng mới chịu được, còn anh nào ưa ngọt thì không ưa. Đây là cái lá nó già hơn, nếu ở xa thì nhìn là giống như kiểu như là lá cái sơn ấy. Nhưng thực tế nó khác với lá sơn là phi lá có gai, mà toàn cành, lá, thân nó đều có gai cả. Gai là gai, nó có mối sắc ngược về thân. Lúc khai thác nó ấy, mình phải cẩn thận. Nếu mà mình làm vội làm mà hấp tấp thì mình sẽ bị đau thôi. Đây là hoa của nó cháu ạ. Hoa của nó thành chùm. Lúc còn non ấy, quả ấy, màu xanh, hoa màu xanh, quả chín mọng màu tím. Đấy là phần hoa. Quả nó không to đâu, quả nó chỉ bằng cái hạt ngô, và hạt ngô hạt bắp mình đấy. Nên là đấy là quả châu chấu, nó có nhiều hạt nhỏ trong bên trong lắm. Quả này ăn được không ông? Quả này ăn được chứ. Ông ăn thử cho cháu nhé, để cháu không tin cho ông ăn mà coi nhá. Cháu xem. Quả khéo này là còn xin nữa đấy. Xin chủ hình nữa. Làm thuốc ấy thì ông lấy cả cây, nói chung là dùng là lá này, thân này, rồi là rễ, nhưng mà tùy từng bệnh. Ví dụ như cái bệnh như là chữa bùn nhọt chẳng hạn thì mình không lấy nó rễ, mình chỉ dùng mỗi phần lá non, ngọn non này về giã với một số cây thuốc khác hay là với muối rồi đắp vào cái chỗ bùn nhọt. Cây này tác dụng của nó là nó bao gồm này nhá, chữa rắn cắn, tức hỗ trợ chữa rắn cắn, rồi là bệnh bạch hầu. Rồi là phong thế thấp đau nhức, phong thế thấp đau nhức ấy thì người ta dùng thân và rễ là chính. Rắn cắn mình lấy lá này. Vâng, rắn cắn là dịt vào và nuốt bã, nuốt nước rồi bã mới đắp dịt vào. Đây là hỗ trợ đó nhá. Còn nói là bảo tuyệt đối thì cái này là cái không dám khẳng định, nhưng mà là đây là người ta dùng rồi. Đấy. Cái công tầm lúc nãy ông nói là phối hợp cái này là chắc chắn là chuẩn, bởi vì nhiều người đã dùng rồi. Thì đấy là một cái thuốc. Còn mình làm thuốc nếu mà sắc uống thì cũng có thể là mình dùng tươi khô, nhưng mà nếu mà là rượu thì mình tốt nhất là lấy thân và rễ. Vâng, thái lá ra phơi khô theo sau vào hạ thổ đấy. Bây giờ mình thu hái nhỉ, cái này mình làm thuốc, lấy cái phần hoa trước ra. Nên cái bụi khác mà. Nhưng cẩn thận nhá, đây nhiều gai lắm đấy. Tí nữa chọc vào người đấy.
Ui giời ơi, ăn đủ con gà cũng còn không khỏe. Sao đi xuống đi, hai phải ngọn tiếp. Ui, cháu cẩn thận nhé, gai nhá, nhiều gai lắm. Mình làm thuốc nó không phải đơn giản đâu. Tuần gai này. Tuần gai không sợ lắm. Cầm một cái bấm vào tay thế nào. Này. Đấy. Tùy từng bệnh mà ta dùng. Nhưng có những bệnh dùng bằng lá với ngọn non là được rồi. Nhưng mà riêng cái bệnh là đau xương, không tiêu thấp đau nhức, rồi bạch hầu thì ta phải dùng đến là thân và rễ. Đấy. Mà do cái cây này ấy là nó sống dai mà nó cũng mọc rễ thôi, nó vì nó có quả, có chùm mà. Cho nên là khả năng nó phát tán rất nhanh, cần dùng thì mình có thể khai thác lấy cả rễ. Với những bệnh không tiêu thấp đau nhức ấy thì với cái bệnh bạch hầu ấy là ta lấy về sắc uống, nhưng mà tốt nhất là ngâm rượu. Cho nên là như đây tôi khai thác là lấy phần thân rễ thử xem có lấy được không. Không thì bật vào mắt cũng ghê lắm này. Nói thế vừa nói vừa sợ, cái bị nhiều gai quá đi. Đi vào cả đầu luôn. Đấy, dễ đây. Cái rễ của đơn châu chấu này thật nhìn thấy nó trông như rễ cái dâu ở ngoài làm như trồng dâu tằm đấy, đúng hệt thế. Nhưng mà nó không phải củ, không dây bột, nên nó còn nhiều chất xơ. Cái này về là rửa sạch, không cần cạo đâu, chỉ có vấn đề rửa sạch đất là được rồi. Xong mình thái lát mỏng ra, phơi khô rồi sao vàng hạ thổ, có thể dùng riêng. Nhưng mà tốt nhất là dùng với thiên niên kiện, dùng với khúc khắc kim cang, tổ phục linh, tất cả những cái thứ đó vào để là hỗ trợ điều trị bệnh phong xê thấp tổ chức. Thôi giờ hai ông con mình hát xong rồi, đi về nhỉ. Cây đơn châu chấu được gọi với nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như là cây cuồng, cẩm giảng hoặc là độc lực. Đơn châu chấu có tên khoa học là Aralia armata và thuộc họ ngũ gia vị Araliaceae. Cây này có phân bố khá rộng rãi, chủ yếu mọc hoang ở các cái vùng rừng núi từ các cái tỉnh phía Bắc ở nước ta, ví dụ như là Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, vân vân. Để sử dụng cây đơn châu chấu thì người dân thường thu hái vỏ rễ và sau đó rửa sạch đất cát và mang về nhà cắt thành những cái đoạn nhỏ và đem phơi khô. Hiện nay chưa có nhiều các cái nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như tác dụng dược lý hiện đại của cây đơn châu chấu. Theo một số nghiên cứu thì rễ cây đơn châu chấu chứa chủ yếu là các hợp chất saponin có khung oleanan. Trong một nghiên cứu của Viện Hóa học vào năm 2015, người ta đã được phân lập được khoảng 3 hợp chất saponin khung oleanan từ lá của cây đơn châu chấu, bao gồm narcissiflorin, stipulean oxis R1 và stipulean oxis R2. Các cái nghiên cứu về dược lý của đơn châu chấu cũng chưa nhiều. Một số nhà khoa học từ Nga đã tiến hành các cái nghiên cứu để cho thấy rằng đơn châu chấu có tác dụng hạ triglycerid trong huyết tương. Hiện nay thì đơn châu chấu được chủ yếu sử dụng trong phạm vi dân gian. Trong nhân dân thì rễ đơn châu chấu được dùng dưới dạng thuốc sắc hay là ở dạng ngậm để điều trị các cái chứng
viêm nhiễm, ví dụ như là viêm họng hoặc là viêm amidan. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng để điều trị những cái trường hợp bí tiểu tiện, đái buốt, hoặc là điều trị những cái sốt rét, triệu chứng như là sốt rét hoặc là viêm vú. Ngày sử dụng 15 cho tới 20 gram và đôi khi người ta có thể sử dụng tăng liều lên tới khoảng 30 gram, dùng riêng hay có thể phối hợp với các cái vị thuốc khác. Hiện nay chưa thấy ghi nhận độc tính của đơn châu chấu. Tuy nhiên, nhóm hoạt chất saponin trong đơn châu chấu là nhóm mang tính phá huyết nên trong quá trình sử dụng cần hết sức thận trọng trong các trường hợp phụ nữ có thai và cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng cho các trường hợp này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập phim tiếp theo.